Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần số 9. Trong này chúng ta sẽ có là lít, và bên này là kg. Và hai cái kết quả này thì có giống nhau nhưng mà nó là khác nhau cái đơn vị 25 25, nhưng mà đơn vị là kg và đây là đơn vị là lít. Thì lít là một đơn vị đo thể tích, là đo chất lỏng, ví dụ như nước uống, rồi bia, rượu, rồi nước Coca Cola, rồi Pepsi, vân vân, hoặc là xăng dầu. Rồi 35 ta trừ cho 12, như vậy là hai cái này chúng ta cộng lại, chúng ta làm bên tay trái qua phải nha, chứ đừng có làm ngược lại. 35 ta cộng 12 như vậy là bằng 47. 47 ta trừ cho 22 như vậy là bằng 25 lít. Đây lít nha, đừng có nấu như đây nha, đây là kg. Đây chúng ta nấu vào đây. Còn bên này 90, 100 ta trừ 90 là bằng 10. 10 ta cộng cho 2 cộng cho 15 là bằng 25. 25 kg, cái này xuống kg nha. Bài này 85 mà ta trừ cho 32, 5 ta trừ cho 2 là bằng 3, 8 ta trừ 3 là bằng 5. Ta cộng cho 47. 47 3 ta cộng 7 là bằng 10. Không nhớ 1 bằng 100. Nên 100 lít trong này không có. Trong này không có 100 lít. Là chúng ta không có nói. Rồi bài này 64 kg cộng với 15. 4 ta cộng 5 bằng 9. 6 cộng 1 bằng 7. 79 ta trừ cho 70. Như vậy là bằng 9 kg. 9 kg này không có. Trong này là 25 kg. Thì chúng ta qua bài số 2. Tô bài toán cùng màu với giá trị x thích hợp. Như vậy trong này chúng ta sẽ có là x bằng 20, x bằng 64, x bằng 30 và x bằng 12. Thì chúng ta tính cái này rồi chúng ta tô. Đây là một cái tổng, muốn tìm số hạng chưa biết, đây là số hạng chưa biết này, đây là số hạng đã biết và đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết 20. Rồi chúng ta tính xong rồi chúng ta lát nữa chúng ta tô sao ha. Rồi bài này, bài này thì cũng là một cái tổng, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng, ta trừ đi số hạng đã biết 12. Bài này cũng tương tự vậy, x là bằng ta lấy 97 ta trừ cho 33. 7 trừ 3 còn 4, còn 64. Này x là bằng 40, ta trừ cho 10 bằng 30. Rồi chúng ta tô màu 20. Đây tô màu cam cam. Màu không phải. Nó tương nhau ha. Thầy không có cái màu kiểu vậy. Rồi. Qua 12 màu xanh này. Rồi 64 tô màu xanh lá cây. Rồi 30
Tô màu màu tím. À, đại khái vậy đi. Chúng ta qua bài số 3. Khoanh vào câu đúng. Này là 6 lít. À, này cộng 9 lít là bằng bao nhiêu lít? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là mỗi chai là 1 lít, nên là lít sữa. Mỗi chai là 1 lít, như là 6 chai là 6 lít. Còn bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chai là 9 lít. 6 cộng 9 là bằng 15 lít. Rồi, này 15 lít. Đây câu C. 15 lít. Câu B. Người ta trang trí một khung cửa sổ bằng những hoa văn. À, ngôi sao màu màu vàng. Rồi tới chữ thập và tới cái này, sao cho mỗi hàng hay mỗi cột đều có đầy đủ là một cái sao này và một cái chữ thập và một cái sao này. Hỏi hoa văn nào thích hợp cho ô cửa sổ trống. Thì cái này được. Này thì người ta họ cho là A, B hay là C. Rồi người ta họ nói là mỗi hàng, đây là hàng này, từ này là hàng, cầu cái này đi xuống là cầu, cầu chỗ này nó cong cong khó viết khó vẽ quá, đi xuống là cầu, xuống là cầu, thì như vậy là mỗi hàng và mỗi cột đều có cái này hết nha. Như vậy là ngôi sao rồi tới cái chữ thập rồi tới cái này, là ngay chỗ này thì chúng ta thấy là thiếu cái này, thiếu cái hình này. Rồi cái này này đây đầy đủ rồi. Như là thiếu cái hình hình ngôi sao câu A. Ra qua bài số 4. Đặc tính đầu tính 78 cộng 22. Cộng cho 2 bằng 10 với 0 ta nhớ 1. 7, 2, 9 với 1 là 10. 62 ta cộng 18. 2 cộng 8 10 không nhớ 1. 6, 1, 7 với 1 nhớ nữa là 8. 80 ta cộng cho 20. Này là 0. Này là bằng 10. 37 ta cộng cho 9. Chú ý, cái này nó là đơn vị. Chúng ta đặt hàng đơn vị, đừng có đặt qua bằng hàng chục là sai nha. 9, 7, 16 với 6 nhớ 1, nghĩa là 46. Chúng ta qua bài số 5. Bác Tư hứng nước mưa vào một cái thùng và một cái xô như hình vẽ. Đây, cái này là cái thùng và một cái xô. Để dùng trong sinh hoạt, hỏi bác Tư có thể hứng được tất cả là bao nhiêu lít nước mưa? Đây là 85 là cộng với 15. Số lít nước mưa bác Tư có thể hứng là như vậy ta lấy 85 ta cộng với 15 bằng 8 10 không như 1 100 trăm lít. Đáp số trăm lít nước.
Chúng ta qua bài số tiếp theo, bài số 6. Hình vẽ sau có mái hình tứ giác. Tứ giác là một cái hình có bốn cạnh. Rồi, từ đây xuống đây, qua đây, lại đây. Có nghĩa là hai cái hình tam giác này chúng ta ghép lại là được một hình nè. Hai cái hình tam giác này chúng ta ghép lại được được hình thứ hai nè. Được chưa? Rồi, cái hình ngoài này nữa. Nè. Cái hình ngoài nữa là được hình thứ ba. Rồi chúng ta kiểm tra xem lại coi còn không cái hình này với hình này ha. Cái hình này với hình này ha. Rồi với hình ngoài nữa. Là chúng ta được ba hình tứ giác. Có ba hình tứ giác. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.